đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em ấy rất có tâm huyết với cây Musikin. Hôm nay mời em ấy đón em ấy tại sân bay để về đây cùng làm một cái clip về Musikin cho bà con nông dân tại thị xã Buôn Hồ hiểu hơn một tí về Musikin. Và em ấy đã làm được tâm huyết ngày hôm nay. Hiện tại hôm nay em ấy đã đưa cái hàng này tặng gốc là 180.000 tại tỉnh Tiền Giang và đưa về đây để xuất nhập khẩu. Sáng nay có một đoàn Trung Quốc về và 10 người đều test thử cơm Musikin thì 10 người đều bảo đảm chất lượng hoàn toàn hơn hẳn vượt đô la. Là họ chấp nhận Musikin tại thị trường Việt Nam. Xin chúc mừng bà con nông dân, những ai còn lại Musikin hãy trân trọng và giữ gìn để cùng nhau tiến về phía trước. Em ăn ơi, em có lời nào để phát biểu bữa? Hàng đây là em ăn làm ra nè. Em ấy rất là tâm huyết và chị Lan sẽ đứng ra để xuất khẩu cho em ấy lô đầu tiên tại thị xã Buôn Hồ, hàng tỉnh Tiền Giang đưa về đây để xuất khẩu qua Trung Quốc. Em ăn có ý kiến gì không? Hôm nay em ấy đem về đây rất là nhiều mẫu Musikin và rất là đẹp, hộp túi tiền chạm hồng nha. Hôm nay chị Lan sẽ nói về Musikin tại miền Tây. Em ăn này đã đưa cái mu này cho chị Lan để xuất khẩu. Và mai mốt chị Lan sẽ hợp tác với em ăn này để mà mua tại Đắk Lắk để xuất khẩu đi nước ngoài. Và Trung Quốc người ta rất là ok về mẫu mã này. Đây là Musikin nha các bạn. Hy vọng rằng là những ai còn Musikin thì hãy bán cho Lan Tươi và Trường Ăn để xuất khẩu đi nước ngoài. Giá hiện tại ở tỉnh Tiền Giang là 180 đến 150, 170 tùy theo mẫu mã nha. Và rất cảm ơn anh em ngày hôm qua đã chiến đấu để mà đưa trái sầu riêng. Chào anh Hà Thái Hiền, hôm qua là giờ này là còn ở trong vườn mà tí nữa là đã đóng được sang bên thị trường của Thượng Hải rồi anh nha anh Hiền. Rất cảm ơn anh em hết mình vì công ty của chúng tôi. Hôm nay đã test sầu riêng và người Trung Quốc người ta chấp nhận sầu riêng này, độ đường, độ beric của nó đạt 45-40. Họ hoàn toàn ok về sầu riêng Musikin mẫu mã vừa đóng ngay. Em này là tâm huyết giống như chị Lan á, xây đắm với cây Musikin để mà đưa ngành nông nghiệp của Việt Nam phát triển. Cũng hy vọng rằng bà con nông dân cùng mình xây dựng và tiến về phía trước để đưa được cái ngành Musikin này đứng đầu ở Việt Nam. Chào Quang nha. Đây Musikin đây Quang ơi. Hôm nay mình sẽ chạy Musikin ghép đi 6 là một công nha các bạn. Em này đã bay từ thành phố Hồ Chí Minh lên để mà được chiêm ngưỡng cái Musikin. Chào Bình nha, hôm nay cô Lan đang xuất khẩu Musikin nè. Sáng nay đã mời được một cái đoàn tham gia từ Trung Quốc về và người ta chấp nhận hoàn toàn là Musikin quá đỉnh so với các mặt hàng khác. Làm thì tiêu cực nhưng nó qua năm thứ ba thì nó sẽ đạt được những cái mà điều mà nông dân mình mong muốn. Chào ông Bình nè, đây là anh Khánh nè Bình ơi. Đây là Musikin nha các bạn ơi. Chúng tôi đã đưa từ 500 cái số để về đây đúng đóng hàng. Thôi em mở đó coi có hay không? Dạ, hay. Bình ơi, cô Lan sẽ đóng Musikin cho Bình nha. Đây, Musikin cô Lan làm ra nè Bình ơi. Con nhìn thấy có ok không? Đây là Musikin nha các bạn ơi. Nếu như trái mu nhỏ nhất nó tầm 8 lạng thì chúng tôi vẫn bán được hàng nhì nha. Những gì tôi nói ngày xưa và bây giờ đã trở thành hiện thực đây.
Trái này là đã từng mua Malaysia 300 ngàn. Nhưng trái này tại Việt Nam bây giờ vẫn bán được là 140 ngàn đến 150 ngàn một ký xuất khẩu lên xe nha. Nó tầm cỡ 8 lạng đến 9 lạng. Nếu mà trái Rona là chúng ta sẽ không thể nào xuất khẩu lên xe được cái giá như vậy. Vậy thì tại sao bà con nông dân phải đi chặt? Tất cả đều phải chờ đợi, bởi chờ đợi là hạnh phúc. Đủ đến kịp ơi, lên coi chị bắt đầu tết Muskin nè. Chị Lan đã hết sức mình để đưa được thương hiệu Muskin của Việt Nam để bà con nông dân cũng giống như Malaysia là một đất nước có khí hậu ôn đới, lượng mưa nhiều hơn là lượng nắng, người ta vẫn làm được Muskin. Việt Nam là một khí hậu nhiệt đới, có nắng và có mưa, thì tại sao mình làm không được? Đó là quy trình kỹ thuật thôi. Nhân bà con nông dân ơi, chào em nha, lúc nãy gọi chị Lan chưa trả lời em được. Đây là Muskin nè. Em ơi, em gái đọc quá chị à. Chúng ta hãy dùng mọi cách còn lại để đưa sản phẩm này ra thị trường thế giới nha. Hôm nay đã mời được đoàn Trung Quốc về test thử Muskin này và hoàn toàn là ok. Họ đánh giá nó sẽ ngon gấp 8 lần của hoặc là 7 lần của Dona và D6 nha. Không sơ. Nó rất là có lợi thế bởi vì nó nhỏ, nó vừa hợp với người tiêu dùng luôn. Đây là Muskin nha, tâm huyết của em là hôm nay đã được trở lại thành sự thật rồi. Hy vọng bà con tỉnh Đắk Lắk đừng có ai chặt phá để đưa ngành sầu riêng Muskin có trong thị trường Việt Nam. Hôm nay công ty Lân Tươi sẽ cố gắng mà dùng mọi cách tồn tại nhất để mà bán được cái Muskin ra thị trường nước bạn nha. Bà con hãy làm thiệt đẹp thì mình sẽ xúc tiến cái việc thương mại nước ngoài. Cảm ơn anh chị em ở Tiền Giang và Đắk Lắk, Bến Tre đã ủng hộ mà cắt hàng về cho mình để mình phục vụ cho thị trường nước ngoài nha. Cuộc đời này không có một con đường nào mà hai đường thẳng song song như các bạn. Nó sẽ có ổ gà trên con đường mình đi, nên phấn đấu vượt qua được ổ gà đó thì mới thành công được nha. Chúng tôi đã làm việc từ lúc 7 giờ sáng tới bây giờ đã gần xong một công hàng rồi nha. Đây là Muskin nha Trọng ơi. Cơm nó rất là ngon nha. Khánh ơi, Khánh ơi, Khánh, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cơm. Kêu Trung Lớn cầm một cái Muskin lại đây để dì Lan giới thiệu được cơm. Nhanh luôn, cắt ra luôn, lẹ. Các bạn đợi mình một tí tí xíu nha, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cơm của Muskin, độ beric của nó là bao nhiêu và một trái của nó mình sẽ căng lên bao nhiêu và cơm nó sẽ là bao nhiêu. Và nếu như là một trái Rona và một trái mu ở như vậy thì trái mu nó sẽ là không có tích được một cái lượng nước ở trong cái trái như trái Rona. Những ai mà còn Muskin nãy trân trọng nha, xin chào Trần Văn Đòn nha. Anh sẽ đợi em một tí, em sẽ test cho anh coi về cơm mà chất lượng của Muskin họ làm bằng hữu cơ nha. Tất cả người Trung Quốc hôm nay người ta rất là bắt đầu chấp nhận cái mô của thị trường Việt Nam. Đây là Muskin. Anh Khánh ơi, anh Trung Quảng sẽ test cơm Muskin cho anh.
anh chị em trên đang ủng hộ like của mình con nghe. Mình sẽ đưa mẫu mã này để chúng ta cùng tiến về phía trước. Các bạn cứ tưởng tượng đi, trái Moonskin này là 180.000 một ký mà chưa có là cả xuất khẩu. Đây em Trung sẽ test một cái mua. Em sẽ vào căn một cái này là nó sẽ là thuộc qua nhóm của hàng nhì ha, hàng ba. Hàng nhì mình cho là hàng C luôn á. Là có khả năng là nó sẽ là hàng C. Em ấy sẽ test ra cho các bạn coi là em căng lên thử bao nhiêu em. Và nếu tôi đóng là tôi sẽ đóng được hàng B. Mình sẽ căng cho các bạn coi là mấy lạng. Nếu như trái này mà Dona thì mình sẽ không đóng được, giá nó 140.000 nha. Đó là hàng trái mùa, còn Moonskin ở Việt Nam thì mình chưa khẳng định được cái gì. Ở tại Thảo Ngô thì thấy đợi thử là nó sẽ đạt được giá bao nhiêu. Rồi em ấy đã căng lên đây. 1.3 kg em. Rồi 1.3 kg là trái này là nó hơi xương ha. Rồi em có thể khui đi, em ra ngoài. Em ấy sẽ khui ra cho anh em coi cơm nha. Một cái 1.3 kg trái này không được đẹp mà nó chưa được tiêu chuẩn lắm. Moonskin bây giờ bắt đầu có giá rồi đó em. Cái này là chị Lan mua 180.000 tại Tiền Giang nha. Hôm qua mua có 3.800 mấy chục ký mà nó đã chạy là 699 triệu rồi. Em bỏ qua đây cho đẹp. Đây là công ty Lan Tư nha. Xưởng chị ở 186 Trần Hưng Đạo, thị xã Buôn Hồ hoặc là phường Rạch Hiếu, nó có hai xưởng em. Đây là công ty của chị. Đây từ từ Trung. Đây em ăn vô kia. Em Trung sẽ test Moonskin cho anh chị em coi nha. Trái này Lan Tư đã mua là 1.3 kg nhân với 170.000 đó tại Tiền Giang là nó đã 200 mấy chục ngàn. Các bạn hãy nhìn xem Moonskin Việt Nam này đó. Đó các bạn hãy nhìn đây, cơm rất là ráo nè, đúng không, khô này không hề có nước. Em ăn, sẽ ăn thử đi bà em Trung. Em sẽ ăn thử một muối để bà con coi ngành sầu riêng Moonskin của mình đẳng cấp cỡ nào, không hề có nước ráo. 1.3 kg nhưng mà nó vẫn còn một cái hộp nhỏ nữa, có khả năng nó còn một tép nhỏ nữa em. Thử đi. Cơm nó rất là vàng và nó không có nước nha các bạn. Nó không hề chảy nước giống như Dona. Đây. Chị ăn rồi đó em, nó ngon gấp 7 lần của Dona đó em. Và người Trung Quốc sáng nay họ cũng thừa nhận là nó ngon gấp 7 lần. Mà em này rất là tâm huyết với cây Moonskin, em đã từ Sài Gòn lên để mà thưởng thức những cái gì mà mình tâm huyết và tạo kỹ thuật, tạo mọi thứ để cho được trái Moonskin như ngày hôm nay. Là em ấy là một kỹ sư nông nghiệp nha. Bây giờ là mình sẽ ăn thử nha. Mình sẽ ăn thử. Trung lớn ơi, em sẽ ăn thử đi em. Em Trung này sẽ ăn thử cho bà con coi nha. Em sẽ ăn thử đi. Bác xa bác tài công ty đi tặng cho bác một muối buổi trưa, bác ăn thử rồi bác sẽ có cảm nghĩ gì trái Moonskin luôn. Đây xin mời bác, rất là khô ráo đây hả. Em có cảm nghĩ gì không? Nó so với Dona thì em sẽ cảm thấy em thích cái nào? Nó rất là khô đúng. Độ benedict rất là cao đúng không? Mình làm video này là mục tiêu của mình là mong rằng bà con nông dân còn Moonskin hãy giữ lại để chúng ta cùng tiến về phía trước. Nhà mình cũng có 500 cây nha, mình cũng đang có tiền rồi đó. Anh mà bác tài, anh cha cảm thấy ngon không? Anh đây là tài xế container, anh có lời nào để nói không? Đây anh đang đứng hiện diện trước bao
bao nhiêu công chúng này anh có anh so với Dona anh có thể cho em một câu trả lời thành thật không? Và nó khô không anh cứ nói đi. Anh đây là một người tự nhiên đến và được ăn mua kinh và trả lời thành thật nha bà con. Anh Trung ơi, anh có cảm thấy rất là ngon không? Mình không có bi ai nha. Cái này là mình cố tình để những ai mà yêu sầu riêng mua skin thì cùng về với đội mình và tiến về phía trước. Đây là chồng của mình nha. Anh ấy là cũng yêu cái mua skin và đã trồng năm nay có thu được cỡ 10 tấn, mười mấy tấn rồi nha. Nhưng mà trả tiền cho em, anh đừng lấy tiền. Nó độ virus từ 40 45 40 ăn lên. À, độ virus của Dona nó từ 35 37, ít có 40 lúc. Nhưng mà nó là nước nhiều hơn. À, mình đã từng đem một trái mình cấp đông mà mình đem ra mình để hai trái song song là trái Musikin của mình là nó không có nước. À, tất cả những ai mà còn Musikin hãy cùng mình tiến về phía trước, đừng nên chặt bỏ nha. À, bây giờ mình chào cả nhà nha, tối nay mình sẽ like lại lúc mà lên thùng cho các bạn xem nha. Giờ mình đi ăn cơm đây. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và xin cho mình một like nha, để ủng hộ ngành sầu riêng. Ăn cơm ăn thôi.